Jennie Blackpink, Lee Ho-ri và Hyun Ah công lộ vòng 1, người được ca tụng kẻ bị chỉ trích. Hiện nay, bên cạnh những nữ idol chọn phong cách dễ thương trong sáng, có không ít nữ thần tượng theo đuổi phong cách sexy nóng bỏng. Thế nhưng phong cách sexy lại không dễ dàng chiều lòng công chúng khó tính. Bằng chứng là rất nhiều idol khiến khán giả lắc đầu ngao ngán, nhận về vô số gạch đá vì gợi cảm hóa phản cảm. Ngay cả biểu tượng sexy thế hệ mới là Hyun Ah vẫn không tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, giữa vô vàn những bậc thầy sexy của K-pop, vẫn có idol hạng A thuộc trường hợp ngoại lệ. Đó là huyền thoại một thời Lee Ho-ri, hay gần đây là nữ idol nổi tiếng nhất nhì hiện nay Jennie Blackpink. Vốn sở hữu body chuẩn chỉnh, thay đổi hình tượng sexy, nên Jennie ăn mặc gợi cảm thấy rõ và không ngần ngại khoe vòng một bức người. Không phải lúc nào cũng phô diễn body, nhưng lần nào hở là nữ idol lại khiến fan mất máu lần đó với những bộ cánh o ép khoe khéo đôi gò bồng đảo căng tròn. Phải nói rằng ít ai hở mà không hề phản cảm khiến dân tình thích thú thế này. Nhiều người cho rằng Jennie mới thực sự là chủ nhân của ngôi vị nữ hoàng sexy tiếp nối Lee Ho-ri. Mỹ nhân Blackpink nổi bần bật trên sân khấu nhờ vòng một ngồn ngộn hút mắt như sắp chảy ra ngoài. Body săn chắc hoàn hảo cùng cu thời trang thời thượng giúp cô nàng bốc lửa bội phần mà không hề phản cảm. Gương mặt đẹp hoàn hảo cùng thần thái sang chảnh là bí quyết giúp Jennie cân bằng lại độ sexy. Người ta vừa mãi ngắm visual mỹ miều của cô vừa cháy mắt vì vòng một sexy xịt máu. Từ hậu trường đến ra sân bay, hiếm ai khoe vòng một mà không bị phản ứng trái chiều như Jennie. Nhờ vòng một ngột thở, Jennie đã trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu nội y danh tiếng. Loạt quảng cáo của mỹ nhân nhà YG đã trở thành chủ đề cực hot trên mạng xã hội. Trong lần xuất hiện trong lễ hội âm nhạc Coachella 2019 tại Mỹ, Jennie khiến khán giả há hốc miệng với những màn trình diễn nóng bỏng kết hợp cùng loạt trang phục bốc lửa o ép vòng một như muốn tràn ra ngoài. Trước Jennie, Lee Ho-ri và Hyun Ah cũng là những sao nữ yêu thích việc o ép khoe vòng một khủng nóng bỏng. Thế nhưng phản ứng dư luận dành cho hai người là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Lee Ho-ri mỗi lần khoe vòng một là khiến dân tình phát sốt, được mệnh danh là nữ hoàng gợi cảm, thì Hyun Ah lại bị chỉ trích dữ dội. Âu cũng vì cách khoe vòng một của Hyun Ah phản cảm hơn kha khá, thường xuyên có những hành động gây tranh cãi trên cả sân khấu và mạng xã hội. Về Lee Ho-ri, cô là nữ ca sĩ thế hệ đầu của làn sóng Hallyu, làm lan tỏa khắp châu Á. Cô tài năng, bản lĩnh, có giọng hát thượng đỉnh và phong cách trình diễn sexy theo bản năng, chứ không phải qua tập luyện mà thành. Lee Ho-ri vẫn mãi là cái tên mà công chúng không thể quên. Cho đến nay, khi nhắc đến danh hiệu nữ hoàng gợi cảm, người ta vẫn luôn nhắc tới Lee Ho-ri. Được biết, Lee Ho-ri từng là một thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại K-pop là Fin KL. Năm 2003, Ho-ri tách nhóm và hoạt động solo. Từ đây, nữ ca sĩ mở ra con đường huyền thoại ghi tên mình. Ca khúc Team Munich do Lee Ho-ri tung ra nhanh chóng trở thành hit quốc dân và lan tỏa khắp châu Á. Tiếp theo đó, những bản nhạc cực chất của nữ ca sĩ lên sóng liên tiếp, thắng lớn trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc như Breaker, Ugo Girl, Chitty Chitty, Bam Bam, Miss Girl. Chưa tới 5 năm sau khi đánh lẻ, Lee Ho-ri đã trở thành nữ ca sĩ tách nhóm thành công nhất K-pop. Cô được trả mức cát-xê cao ngất ngưỡng cho việc chụp hình tạp chí, tham gia show truyền hình. Trong sản phẩm âm nhạc của mình, Ho-ri xây dựng hình ảnh nữ quyền, xinh đẹp, quyến rũ, độc lập, một phong cách âm nhạc năng động, chất, gửi gắm thông điệp hãy sống theo cách mình muốn thay vì sợ hãi trước mọi người xung quanh phán xét. Cho đến ngày nay, mặc dù không hoạt động thường xuyên, nhưng đối với mọi người yêu thích K-pop, Ho-ri là tượng đài bất khả chiến bại và sau 20 năm hoạt động, tên tuổi của Ho-ri vẫn nổi như cồn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Về Hyun Ah, nữ ca sĩ Hàn Quốc từng là thành viên của nhóm nhạc Wonder Girl và For Munich với hình tượng sexy, quyến rũ đến ngạt thở, sở hữu nhiều ca khúc làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc một thời như Bubble Pop, Trend High Dress. Cô nàng có gương mặt xinh đẹp, thần thái hút hồn làm tan chảy trái tim của biết bao đấng mày râu. Nghĩ tới Hyun Ah, người ta sẽ hình dung ra một nữ hoàng sexy cuốn hút mọi ánh nhìn trên sân khấu. Giữa những bóng hồng mang vẻ đẹp dịu dàng, Hyun Ah trở nên khác biệt khi theo đuổi hình tượng trưởng thành và gợi cảm và nhận không ít những chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trải qua hơn 10 năm ca hát, Hyun Ah đã không ngừng cố gắng dung hòa giữa cá nhân và nhóm nhạc cũ, cũng như chăm chỉ cống hiến hoàn thiện bản thân và trưởng thành trong âm nhạc. Bây giờ nữ ca sĩ đã trở thành một tiền bối của nhiều idol khác và tiếp tục thay đổi hình tượng sexy cá tính.